anh đang ca kìa. Dạ, dạ kêu đây. Người duyên kiếp không phai.
Hùng Thái trân trọng cảm ơn những cánh lòng mà gia đình cùng tất cả quý vị dành tặng. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thể theo yêu cầu mời tiếng hát của năm nghệ sĩ Thanh Dương trở lại chương trình.